Chào mừng các bạn đã đến với bản tin Hi News của Thế Giới Di Động. Nova 2i chính thức mở bán tại Thế Giới Di Động. Mobistar Prime X Max 2018 công bố giá bán hấp dẫn. iPhone X đợt hàng đầu tiên có số lượng bán giới hạn. Sony tung hai mẫu mới cho Xperia XA 1 Plus. Sau thời gian 10 ngày cho đặt trước với mức giá hấp dẫn là 5.990.000 thì ngày hôm nay Huawei Nova 2i đã chính thức có mặt trên kệ của Thế Giới Di Động. Theo ghi nhận trên trang bán lẻ Thế Giới Di Động cho thấy trong 10 ngày cho đặt hàng trước, Huawei Nova 2i đã nhận được tới hơn 5.300 đơn đặt hàng, gần 3.300 khách hàng đặt cọc trước. Về thông số của chiếc máy Huawei Nova 2i này thì các bạn có thể tìm thêm các clip review đánh giá, thậm chí là đánh giá về camera ở trên kênh YouTube của Thế Giới Di Động. Và mức giá 5.990.000 cũng là mức giá được chốt lại cuối cùng của một chiếc điện thoại thương hiệu Việt đến từ Mobistar, đó chính là Mobistar Prime X Max 2018. Mặc dù trước đó mức giá công bố của sản phẩm này là 6.789.000, nhưng sau đó Mobistar đã quyết định hạ giá xuống để quyết tâm cạnh tranh ở phân khúc chảo lửa tầm trung 6 triệu đồng. Với màn hình vô cực, 4 camera để chụp ảnh xóa phông hay selfie góc rộng, cấu hình và thiết kế phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng, thì mức giá 5.990.000 dành cho Mobistar Prime X Max 2018 thực sự là rất tốt. Tuy nhiên ở phân khúc tầm giá này thì là diễn ra một cuộc cạnh tranh rất là quyết liệt giữa các sản phẩm đến từ Huawei hay là của Samsung và bây giờ là Mobistar nữa. Liệu thương hiệu Việt của chúng ta có chiếm được ưu thế hay không? Hãy cùng để tương lai trả lời. Chỉ còn một vài tuần nữa thôi là iPhone X sẽ chính thức được lên kệ ở nước ngoài. Tuy nhiên dạo gần đây chúng ta lại nhận được rất nhiều thông tin về khó khăn trong quy trình sản xuất. Mới đây, hãng phân tích thị trường KGI tuyên bố rằng chỉ có 2-3 triệu chiếc iPhone X sẽ bán ra trong đợt hàng đầu tiên. Trước đó, các vấn đề sản xuất camera TrueDepth cho iPhone X được cho là nguyên nhân khan hàng trong đợt đầu tiên này. Tuy nhiên, vấn đề này thì đã được giải quyết. Nhưng thông tin mới từ KGI cho biết, Apple lại đang gặp phải một khó khăn khác, đó là anten PCB. KGI nhận định rằng anten PCB là rào cản lớn nhất khi sản xuất và lắp ráp iPhone X. Công ty Murata của Nhật Bản đang cung ứng anten cho iPhone X cũng đang gặp các vấn đề trong quá trình sản xuất, khiến Apple phải tìm một nhà cung cấp khác. Và KGI cũng tin rằng những cái vấn đề về sản xuất này cũng sẽ được khắc phục từ tháng 11 và Apple có thể tung ra được nhiều iPhone X hơn. Tuy nhiên trong đợt hàng bán đầu tiên chúng ta có lẽ cũng chỉ có được từ 2-3 triệu chiếc iPhone X mà thôi. Và cuối cùng sau một thời gian chờ đợi thì Sony cũng đã quyết định tung ra hai phiên bản màu rất là độc và lạ của Sony Xperia XA 1 Plus. Đấy chính là màu hồng và màu xanh dương vào đúng ngày 20 tháng 10, ngày của các quý bà. Hai phiên bản này mặc dù đã xuất hiện ở Sony Show từ rất sớm nhưng lại chưa thể mua được khiến nhiều khách hàng cảm thấy rất mong chờ. Hiện tại thì phiên bản màu hồng đã lên kệ Thế Giới Di Động, còn phiên bản màu xanh dương sẽ có mặt trong thời gian sắp tới. Tất nhiên là mức giá của hai phiên bản màu đặc biệt này cũng sẽ không có gì thay đổi. Tuy nhiên bây giờ nếu mà bạn đặt trước phiên bản màu hồng thì sẽ có được những phần quà vô cùng hấp dẫn. Vì thế hãy nhanh chân lên nếu bạn muốn sở hữu phiên bản màu đặc biệt này của Sony Xperia XA 1 Plus. Và đó cũng là thông tin cuối cùng của bản tin Hi News ngày hôm nay. Đừng quên để lại một like và bấm theo dõi kênh YouTube của Thế Giới Di Động để đón xem những video mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.